cô vừa chia sẻ cho các bạn xong phần bổ ngữ xu hướng đơn, nhưng mà bây giờ cô sẽ trang cho các bạn một phần nữa, đó là phần chú ý nhé, để các bạn không bị sai này. Đó là phần chú ý khi các bạn sử dụng trong cái phần bổ ngữ xu hướng đơn này. Bổ ngữ xu hướng đơn này nó có một chú ý, đó là khi mà nó mang tân ngữ chỉ nơi chốn, chỉ địa điểm, thì nó phải tách cái giữa động từ và bổ ngữ xu hướng ra nhá. Nó sẽ có công thức này: subject chủ ngữ cộng với động từ cộng với tân ngữ chỉ nơi chốn, rồi lúc này các bạn lại với cộng với bổ ngữ xu hướng và với cộng với các thành phần còn lại. Đó. Đây là các bạn nhớ cho cô này, nếu như nó không phải là tân ngữ chỉ nơi chốn nhá, không phải tân ngữ chỉ nơi chốn thì các bạn có thể dùng như bình thường, tách ra hoặc là dùng như bình thường được. Nhưng mà khi mà nó là tân ngữ chỉ nơi chốn thì bắt buộc các bạn phải tách cái động từ và bổ ngữ xu hướng ra và cho tân ngữ chỉ nơi chốn vào giữa. Cô ví dụ để các bạn dễ hiểu. Ví dụ này: Sang lấu lái. Sang lấu lái, lúc này là chúng ta vẫn dịch là gì? Lên lầu. Nhưng bình thường là sang lái lấu, đúng không? Nếu như bình thường chúng ta nói như tiếng Việt, hoặc là nói như là các cái tân ngữ chỉ sự vật sự việc khác, thì chúng ta không cần phải tách giữa động từ và tân ngữ ra. Nhưng vì đây nó là tân ngữ chỉ địa điểm, tân ngữ chỉ nơi chốn, nên bắt buộc chúng ta phải tách ra là sang lấu lái, tổng mà lên lầu. Rõ chưa ạ? Thì lúc này đây, các bạn sẽ để ý đây này, tân ngữ, đúng không? Hoặc là cô giáo tiến vào phòng, đúng không ạ? Tiến vào phòng. Các bạn đang ngồi, các bạn học sinh đang ngồi trong phòng học như thế này, và cô giáo sẽ từ ngoài đấy, các bạn cô giáo tiến vào và học sinh sẽ nói là: "Ê, lão sư, jìn jiào shì lái." Đúng không? "Lão sư jìn jiào shì lái." Cô giáo đang tiến, cô giáo tiến vào phòng học. "Lão sư jìn jìn là tiến, jiào shì là phòng học, lái. Lão sư jìn jiào shì lái." Đó, thì lúc này cái tân ngữ chỉ nơi chốn nó sẽ đứng ở giữa, sau đó mới đến bổ ngữ xu hướng, động từ này, tân ngữ chỉ nơi chốn và bổ ngữ xu hướng. Đó chưa? Còn khi nó không phải là tân ngữ chỉ nơi chốn, cô nhắc lại, nó không phải là tân ngữ chỉ nơi chốn thì các bạn dùng như bình thường, không có gì cả, không cần phải tách ra nhá. Đó, ok. Đó là phần chú ý trong phần bổ ngữ xu hướng